mặc cho con thật xinh đẹp, ngày nào cũng mặc đồ kiểu váy, búi tóc thật đẹp, chàng thấy thế nào? Vậy thì sinh con gái. Ninh Hàn tổng thiện như Lưu Sao nói, sau đó người bế nàng lên, nhẹ nhàng đặt lên giường, trời tối rồi, mau ngủ đi. Tiêu Ngữ vốn không buồn ngủ, nhưng không biết có phải là vì mang thai không mà vừa đặt đầu xuống gối đã mơ màng chìm vào giấc ngủ, một lát sau đã ngủ say. Màn đêm ngoài cửa sổ yên tĩnh, Ninh Hàn ngồi ở mép giường, chăm chú nhìn người trên giường, nhớ tới những phản ứng thai nghén mà Từ Thái Y vừa mới nói. Liền thở dài, cầm bàn tay mềm mại của nàng hôn nhẹ lên, nhẹ giọng nói. Vất vả rồi, A Ngữ. Sáng sớm hôm sau, Ấu Thanh liền đưa thư tới phủ tướng quân, đến trưa đã có hồi âm liền tới, nói vương gia, vương phi có thời gian thì về, và còn đưa tới một xe đồ đầy dược liệu bổ, kỳ tử, nhân sâm trăm tuổi đều đủ cả. Tiểu Ngữ nhìn mà nhức cả đầu, còn vẻ mặt Ninh Hàn vẫn bình tĩnh, phân phó phòng bếp hàng ngày đôn thuốc cho vương phi theo toa thuốc từ thái y đã, ngày nào cũng nhìn chằm chằm Tiêu Ngữ uống thuốc. Từ nhỏ Tiêu Ngữ chưa từng bị ốm nặng, đâu phải uống mấy thứ khó uống thế này, nên mới uống nửa tháng thì vẻ mặt đã đưa đám, nói thế nào cũng không chịu. Mỗi khi như vậy Ninh Hàn sẽ tự tay bưng chén đốt từng muỗng, thật sự chăm sóc Tiêu Ngữ như trẻ con. Từ khi mang thai, Tiêu Ngữ không ra khỏi phủ. Ấu Thanh nói bên ngoài không yên bình lắm nên ít ra ngoài thì vẫn hơn. Thật ra không cần nàng ấy nói, chỉ cần nhìn sắc mặt của Ninh Hàn mỗi khi hạ triều về là biết. Chắc chắn gần đây trên triều đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng Tiêu Ngữ rất mệt, cũng lười quan tâm. Từng ngày trôi qua, bụng nàng càng to lên như quả bóng, mới 4 tháng mà đã nhìn rõ bụng. Nhưng đến giữa thai kỳ tình trạng nôn nghén càng nghiêm trọng, thậm chí ăn gì là nôn đấy. Điều này làm cho Ấu Thanh lo lắng, sắc mặt Ninh Hàn cũng đen kịt, lại nửa đêm gọi từ thái y tới. Kết quả lão nhân run rẩy bắt mạch, cười. Vương gia, mạch của vương phi là song thai. Tiểu Ngữ nghe xong rất vui, cảm thấy không uổng công mình chịu khổ, tự dưng lại có thêm một đứa. Nhưng Ninh Hàn vẫn không nhẹ nhõm, cau mày, không nói gì. Đến khi từ thái y đi rồi, Tiểu Ngữ vẫn ăn gì nôn đấy. Cũng may đầu bếp của vương phủ có tài nấu nướng siêu phàm, nấu một bánh canh đầu cá dưa chua, ăn rất ngon, ngày nào Tiêu Ngữ cũng ăn món này, khuôn mặt gầy gò trước đây đã có thêm chút thịt, Ninh Hàn vẫn luôn nhíu chặt mày mấy hôm nay cuối cùng lúc này mới được thả lỏng. Hôm nay, Tiêu Ngữ đang ngồi dựa trên giường vừa ăn mứt vừa đọc thoại bản, nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, nàng đặt sách xuống, đang định gọi người tới ăn mứt quả mơ, khi thấy Ninh Hàn thì sững sờ. Sắc mặt Ninh Hàn tái nhợt, môi mỏng mím chặt, Tiêu Ngữ hoảng sợ, nàng chưa bao giờ thấy hắn như vậy. Sao vậy? Tiêu Ngữ nghênh đón, thử hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Ngực Ninh Hàn hơi phập phồng, kéo tay Tiêu Ngữ, yết hầu giật giật, hồi lâu sau, mới khản giọng nói. Phủ Hiển Vương, bị tịch biên. Câu nói như tiếng sấm vang trời, một lúc sau Tiêu Ngữ vẫn chưa định thần lại. Ninh Hàn lại như đã tìm được cách mở miệng, thở dài, kéo Tiêu Ngữ ngồi xuống giải thích cho nàng. Hóa ra, hoàng đế vốn định chờ tộc Đạt Nhĩ Càn rời khỏi Đại Ngụy thì sẽ định hôn sự cho Ninh Ký và Tôn Thúy Lưu. Lúc trước cũng đã thương lượng với Tôn Thượng Thư về việc này. Ai ngờ sau khi Tôn Phu Nhân biết được liền lập tức nói cho nữ nhi. Tuy cũng đã cảnh cáo nàng không được nói ra ngoài, nhưng Tôn Thúy Lưu là người không chịu ngồi yên. Cảm thấy chuyện lúc trước đều do công chúa Đạt Nhĩ Càn ở giữa cản trở. Lần này hãnh diện được thánh thượng tứ hôn nên cả ngày đi khoe khoang khắp nơi. Hôm kia gặp Ba Tư Lan ở tửu lầu, sỉ nhục đối phương trước mặt mọi người, ý là đang khoe. Nghe nói lúc đó Ba Tư Lan giận đến bật khóc. Đương nhiên sau khi Tôn Thượng Thư biết được đã dạy dỗ nữ nhi một trận, đồng thời thấp thỏm chờ hoàng đế của trách. Nhưng mãi đến hôm Tôn Thúy Lưu gả vào phủ Hiền Vương vẫn không động tĩnh gì. Tôn Thượng Thư liền yên lòng, nghĩ dù sao Đạt Nhĩ Càn cũng là dị tộc, lại đã rời khỏi Đại Ngụy, vì vậy cũng không sao. Ai ngờ, ngay sau ngày Tôn Thúy Lưu gả vào, liền có quan tố Hiển Vương Ninh Ký thông đồng với ngoại tộc, có ý định mưu phản. Đương nhiên Ninh Ký liều chết không nhận, cho đến khi bức thư của nhà mẹ đẻ Hoàng hậu Triệu Gia và tộc Đạt Nhĩ Càn được trình lên cho hàm chính đế, Ninh Ký mới sụi lơ xuống đất, mặt xám như tro tàn. Bức thư đó viết rõ tên của Ninh Ký,
Mọi kế hoạch đều nằm trên giấy. Hàm Chính Đế tức giận như sắp ngất xỉu. Đến khi tỉnh lại thì ý chỉ đầu tiên chính là bắt giữ Hiền Vương Ninh ký vào Tông Nhân Phủ, tịch biên tài sản Triệu Phủ, Hoàng hậu bị cấm túc Phượng Tê Cung. Nàng có biết không? Ninh Hàn nói xong câu cuối, nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Ngữ, nói, vị quan tố cáo Ninh Ký là người của Phụ Hoàng. Tiêu Ngữ giật mình, trong lòng cũng đoán giả đoán non. Ninh Ký là con ông ấy, từ nhỏ đã lớn lên dưới gối ông ấy, thân phận đầu tiên là con. Ninh Hàn thấp giọng nói, không hiểu sao Tiêu Ngữ lại cảm nhận sự bi thương ẩn giấu trong đó, nhưng trong lòng ông ấy, thân phận đầu tiên chưa bao giờ là Phụ. Phụ Hoàng. Tiêu Ngữ ôm lấy Ninh Hàn, vỗ nhẹ vào lưng hắn, một lúc lâu mới nói. Nhưng ta biết, nhất định phu quân sẽ là một phụ thân tốt. Ninh Hàn không nói gì, chỉ hơi gật đầu, hôn lên mặt Tiêu Ngữ. Trong ngoài đều vô cùng yên tĩnh, không biết đã qua bao lâu, Tiêu Ngữ mới buông ra Ninh Hàn, do dự nói. Ninh Ký bị còng tay chân vào tường, mặc đồ tù nhân rách dưới, sắc mặt xám xịt như người chết, môi khô nứt, đôi mắt khô khốc, đục ngầu nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ bất động. Lộc cộc, lộc cộc. Trong bóng đêm yên tĩnh truyền đến tiếng bước chân, quản ngục cầm cây đuốc tới, nhanh tay nhanh mở khóa. Tiếng khóa chạm vào thu hút ánh mắt của Ninh Ký, hắn híp mắt, mơ hồ thấy một người đang đứng cạnh quản ngục, dáng người nhỏ xinh, trên người khoác áo choàng rất dày. Từ từ rời thấy, đến khi nhìn rõ mặt người tới, đồng tử của hắn co lại. Vương Phi, tốt nhất là ngài nên đứng xa một chút, nếu không hắn sẽ va vào ngài. Quản ngục mở khóa, cúi đầu khom lưng nhắc nhở Tiêu Ngữ. Ta biết rồi, đi xuống đi. Tiêu Ngữ biết nhạt nói, đưa một bao bạc vụn. Quản ngục vui dạo rực về nhận bạc, đóng cửa rồi đi ra ngoài. Không ngờ quản ngục vừa rời đi, người cuộn tròn trong góc đột nhiên lao tới, xiềng xích tay chân hắn lại, khiến hắn buộc phải quỳ xuống đất. Ninh Ký quỳ dưới đất, duỗi tay về phía trước, muốn tóm lấy góc váy Tiêu Ngữ. A Ngữ, cứu ta đi, xin nàng. Ninh Ký mở miệng, giọng điệu đầy hoảng sợ, ta không cố ý, ta thật sự không cố ý, nàng. Bây giờ nàng về nói với A Hàn, bảo hắn cầu xin Phụ Hoàng giúp ta được không? Hắn liều mạng ngẩng đầu lên, nói mấy lời ngắt quãng nhưng rất khẩn trương. Trên mặt Tiêu Ngữ vẫn vô cảm, chỉ thoáng lui về sau một bước, nàng nhìn người hèn mọn phủ phục dưới đất, cảm thấy rất buồn cười. Tại sao lại muốn tới gặp Ninh Ký? Bản thân Tiêu Ngữ cũng không rõ, có lẽ là chấp niệm của kiếp trước quá sâu, hận ý quá nặng, có lẽ là muốn chấm dứt hoàn toàn với người đã từng làm tổn thương mình. Lúc đó nàng giải thích nguyên nhân một cách lộn xộn, nhưng Ninh Hàn lại chỉ nói một câu, ta tin nàng. Ninh Ký, nàng lạnh nhạt mở miệng, ngươi nói ngươi sai rồi. Phải, ta đã biết sai rồi. À Ngữ, nàng lương thiện như vậy, nhất định sẽ không thấy chết mà không cứu đúng không? Sai ở chỗ không nên cấu kết với ngoại tộc, không nên kiêu căng, tự đại. Ninh Ký vội vàng đáp, quan sát biểu cảm của Tiêu Ngữ, lại nói, mấy ngày nay ta đã nghĩ đến rất nhiều chuyện, không biết A Ngữ còn nhớ không, lúc trước ba chúng ta cùng nhau đi đạp thanh, cùng nhau uống trà ngắm trăng. Khoảng thời gian đó rất vui vì A, đúng không? Nói rồi hắn do dự nhìn sắc mặt Tiêu Ngữ, lại thấy nàng vẫn vô cảm, chỉ chậm rãi nói. Cuối cùng giọng điệu Tiêu Ngữ đã không còn lạnh nhạt, trong giọng nàng có sự run rẩy khó phát hiện. Ninh Ký, con người có kiếp trước. Kiếp trước, ngươi vẫn khiến người ta ghét như vậy. Ngươi nham hiểm, độc ác, ngươi gian trá, đạo đức giả, ngươi chưa bao giờ đối xử với ai thật ngờ. Mặt Ninh Ký đã cắt không còn giọt máu, nhưng người trước mặt vẫn không có ý định dừng lại. Ngươi hại Tiêu gia ta bị tịch biên, xử trảm, người tổng tộc bị lưu đày đến biên cương. Ta hận ngươi thấu xương, trước khi chết ta chỉ có một ý nghĩ, đó chính là nhất định phải kéo ngươi vào âm ti địa ngục, cho dù có thành ma quỷ, cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mắt Tiêu Ngữ đỏ bừng, nàng hít sâu một hơi, nhìn chăm chú Ninh Ký đang hoảng sợ. Trời cao phù hộ, ta đã về, ngươi biết không? Nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của ngươi, ta cực kỳ vui. Hơn nữa, hình như ngươi quên mất rồi.
bây giờ ta là Đoan Vương Phi, không phải người bạn ngu xuẩn chơi cùng ngươi trước kia. Ninh Ký, Tiêu Ngữ gọi hắn, nhẹ nhàng nói ra mấy chữ, ngươi sẽ không còn cơ hội để sống. Nói hết lời muốn nói, Tiêu Ngữ cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng đã lâu dần tan thành cát bụi, sắc mặt trắng bệch đầy hoảng sợ của Ninh Ký lọt vào mắt nàng, trông như một vở kịch đầy lố bịch. Nàng có thể cảm nhận được, mọi chuyện ở kiếp trước đã dần xa cách nàng, nàng không còn là phi tử nhà tan cửa nát bị chết thảm nữa. Bây giờ nàng là Đoan Vương Phi, nàng có con, nàng có người mình yêu, như vậy là đủ rồi. Ninh Ký bị dọa sợ, thân thể run rẩy rúc vào góc tường. Tiêu Ngữ không nhìn hắn, khoác áo choàng chuẩn bị rời đi, nhưng vừa xoay người, đã thấy Ninh Hàn đứng ở bậc thang cách đó không xa, bất động nhìn vào nơi này. Trong lòng nàng bỗng căng thẳng, không biết mấy lời vừa rồi có bị nghe thấy không. Sao chàng lại tới đây? Tiêu Ngữ tiến lên, nở nụ cười gượng gạo, chúng ta đi thôi. Nói rồi định bước lên bậc thang thì cổ tay bị nắm lấy. Ninh Hàn dùng sức rất lớn, Tiêu Ngữ không thể động đậy, quay đầu lại nhìn hắn, thấy hai mắt Ninh Hàn đỏ đậm, ngực hơi phập phồng, một lúc lâu sau, đôi môi run rẩy nói. Đoạn! Một tiếng chuông trầm thấp ngắt lời hắn, sau đó lại kêu một tiếng, tiếng chuông đánh thức thính giác. Đoạn! Tiếng chuông liên tục vang lên, lúc Tiêu Ngữ còn đang ngây người, Ninh Hàn đã phản ứng lại trước, đồng tử co lại, kéo tay Tiêu Ngữ ra ngoài. Đi đến cửa nhà lao, nói phu xe đưa Vương Phi hồi phủ. Ngay sau đó nhìn về phía hai người Sầm Phong, Mộ Vũ, nói nhanh. Sầm Phong đưa ngọc bội của ta tới phủ Huệ Vương, Mộ Vũ theo ta tiến cung. Hai người cùng đáp. Từ từ đã, Tiêu Ngữ cảm thấy có gì đó không đúng, túm chặt tay áo Ninh Hàn, chàng muốn vào cung làm gì? Ninh Hàn quay đầu lại, môi mỏng khẽ run. Tiếng chuông nặng nề còn quanh quẩn ở phía chân trời. Hắn cầm tay Tiêu Ngữ, khàn giọng nói. Hoàng thượng! Lão thái giám bưng một chén canh nhẹ tay nhẹ chân đi tới bên cạnh hàm chính đế, nói nhỏ, hoàng thượng, uống hớp canh an thần đi, nên nghỉ ngơi rồi. Hàm chính đế khép hờ mắt, trong tay còn cầm sổ con đã xem được một nửa, nghe tiếng thì từ từ mở mắt. Lúc nào rồi? Bẩm hoàng thượng, canh 3 giờ hởi. Lão thái giám đặt chén canh trước mặt hoàng đế, ngự thiện phòng nấu canh an thần, ngài nếm thử đi. Ừ. Hàm chính đế đặt sổ con xuống, bưng chén canh lên uống một hơi cạn sạch, tiện tay đặt sang bên, đem đi đi. Vừa dứt lời lại xem sổ con, lại thấy người bên Senehiji chưa định lui ra, hàm chính đế như đang nghĩ đến điều gì đó mà đặt sổ con xuống. Chuyện này, mặt lão thái giám lộ vẻ khó xử. Ấp a ấp úng, một lúc lâu sau mới nói, hoàng hậu nương nương bên kia, nói muốn gặp bệ hạ. Nhất thời sắc mặt hàm chính đế rất khó coi, hừ lạnh. Ta không phế hậu vị của nàng ta là đã nể tình rồi, nàng ta còn có mặt mũi để gặp ta ư. Hiệu dừng ở cửa phượng tê cung, mơ hồ có thể thấy ngọn đèn dầu bên trong, hàm chính đế để lão thái giám chờ ngoài cửa, bước vào một mình. Vừa bước vào trong, hàm chính đế nhất thời sửng sốt, cả sân đều treo tơ lụa đỏ thẫm, một đống chữ hỉ hết sức chói mắt. Hàm chính đế nhíu mày, bước vào trong điện, thấy trong phòng cũng bị trang trí như phòng tân hôn, trong ánh nến heo hắt, một người mặc váy đỏ ngồi bên cạnh bàn, lặng lặng nhìn ông. Hàm chính đế chỉ thất thần một lúc, rồi định thần lại, nhíu mày nói. Không làm gì cả, thần thiếp chỉ cảm thấy tối nay bệ hạ sẽ đến. Chấm hỏi nàng vì sao lại ăn mặc như thế này? Giọng điệu hàm chính đế mất kiên nhẫn. Bệ hạ không cảm thấy rất giống đêm chúng ta thành thân sao? Hoàng hậu từ từ đứng dậy, em mờ ơn trớn màu đỏ chướng mành. Đêm đó bệ hạ cũng tiến vào như vậy, mỉm cười xốc khăn voan của thần thiếp lên, nói với thần thiếp nàng thật đẹp. Hàm chính đế dần giãn mày, thở dài. Chấm đúng là có điều không đúng, nhưng nàng không phải chờ trở thành một người khác sao? Xuyệt. Hoàng hậu đột nhiên ra hiệu im lặng, bưng hai chén rượu trên bàn lên, đưa tới một chén. Tối nay bệ hạ đừng nói tới chuyện này, thần thiếp. Thần thiếp chỉ muốn uống một chén rượu hợp cần với bệ hạ. Được. Hoàng hậu nghe lời đáp, lấy lại hai chén rượu,
lấy bầu rượu trên bàn rót hai chén, sau khi đưa một chén thì cười nói, được chưa, bệ hạ? Ừ, Hàm Chính Đế lên tiếng, thấy hoàng hậu uống một hơi cạn sạch thì mới yên tâm uống. Cũng không còn sớm nữa, trẫm về đây, nàng nghỉ đi. Nói rồi, Hàm Chính Đế liền xoay người định đi. Cánh tay đột nhiên bị nắm lấy, hoàng hậu sát lại, run giọng nói. Bệ hạ, thần thiếp biết sai rồi, kế nhi cũng biết sai rồi. Bệ hạ có thể tha cho con một mạng được không? Hả? Quả nhiên ngươi là vì chuyện này. Hàm Chính Đế nhất thời thẹn quá hóa giận, hất hoàng hậu ra, Ninh Ký làm ra chuyện thiên lý bất dung, nó muốn làm gì? Nó muốn lật đổ giang sơn của trẫm, sao có thể tha thứ chứ? Hoàng hậu bị đẩy ngã xuống đất, nhưng vẫn khóc lóc nói. Ký nhi chỉ là bị kẻ ăn dụ dỗ, chắc chắn là Ninh Hàn xúi dục nên mới thành như vậy, bệ hạ. A, một cái tát vang dội vào mặt hoàng hậu, đánh khóe miệng hoàng hậu chảy máu. Hàm Chính Đế nổi trận lôi đình, giận dữ hét. Ngươi còn dám vu hại Hàn Nhi, ta biết, ngươi không ưa nó, muốn bôi nhọ nó như bôi nhọ mẫu phi nó vậy. Hoàng hậu, ngươi cho rằng trẫm thật sự không biết chuyện ngươi làm với mẫu phi của Hàn Nhi năm đó sao? Hoàng hậu nghiêng đầu không nói câu nào, Hàm Chính Đế đạp đổ bàn ghế, xoay người rời đi. Đợi đến khi hoàng thượng rời đi, Triệu Ma Ma mới đi từ ngoài vào, nhìn căn phòng lộn xộn, nhanh chóng đỡ hoàng hậu dậy, thở dài. Nương nương, sao ngài không nghe lão nô khuyên? Rõ ràng lúc này xin điện hạ tha thứ là không ổn, để đến khi bệ hạ nguôi giận thì hãy nhắc lại. Người không hiểu đâu, lúc này làm ông ta tức giận mới là thích hợp nhất. Ta sẽ không xin tha thứ cho ký nhi, dù sao cũng ta sẽ không xin tha thứ cho ký nhi, dù sao cũng sẽ gặp nó. Đến lúc đó mẹ con bọn ta, còn có bệ hạ, cả nhà chúng ta sẽ giống một gia đình bình thường, sẽ đoàn tụ. Ha, ha ha. Trở lại tẩm cung, Hàm Chính Đế cho người lui ra. Lão thái giám vừa phải khuyên can mãi mới hạ hỏa, huân hương an thần rồi đi ngủ. Lời, ông ta liền gọi lại. Bệ hạ, phải dậy rồi. Vẫn không có ai đáp lại, lão thái giám lẩm bẩm chẳng lẽ bị bệnh rồi. Nhẹ nhàng kéo mảnh ra, nhưng lại lập tức sững sờ tại chỗ, cảm thấy máu toàn thân như đông lại, không thể động đậy. Hàm Chính Đế trên giường, mắt mở to, sắc mặt xám xanh, bảy lỗ đều chảy máu, rõ ràng đã chết từ lâu. Tiêu Ngữ ngồi trong xe ngựa, tay chân lạnh toát, nói với phu xe. Tới phủ tướng quân. Vương Phi, vương gia nói phải đưa ngài về vương phủ, tiểu nhân không dám trái lời. Tiêu Ngữ nhắm mắt, lúc mở mắt mắt ra vẻ mặt bình tĩnh. Tới phủ tướng quân, đừng để ta nói lại lần ba. Trong lòng phu xe lo lắng, sau một lúc do dự, cuối cùng vung roi thúc ngựa, quay đổi đầu xe, chạy tới phủ tướng quân. Xe ngựa vừa vững vàng dừng lại trước cửa lớn phủ tướng quân, Tiêu Ngữ vội vàng xuống xe, người hầu hai cửa đều là lão nhân lâu năm trong phủ, thấy thế thì vội vàng mở cửa để nàng vào. Người hầu trong sân nhìn thấy Tiêu Ngữ đều sửng sốt, sau đó vội vàng khom người hành lễ. Tiêu Ngữ không kịp bảo họ bình thân, vội vàng chạy tới thư phòng của Tiêu Bình. Phụ thân. Tiêu Ngữ đẩy cửa thư phòng, quả nhiên nhìn thấy Tiêu Bình đang ở trong, Đậu Thị đang hầu hạ ông mặc quần áo, hai người nghe thấy đều sửng sốt. Yên yên. Đậu Thị vừa mừng vừa sợ, hô lên rồi mới kịp phản ứng lại, vội sửa miệng, sao Vương Phi lại tới đây? Đang mang thai mà còn hấp tấp như vậy, mau, mau lại đây ngồi. Tiêu Bình không bất ngờ lắm khi thấy nàng đến, chỉ nhíu mày. Sắp làm mẫu thân rồi mà còn vẫn hấp tấp như vậy. Phụ thân, mẫu thân. Tiêu Ngữ lại không lo được nhiều như vậy, vội vàng nói, ngài có nghe được tiếng chuông sáng nay không? Hoàng thượng. Tiêu Ngữ không thể nói ra hai chữ, băng hà, cho tới bây giờ nàng mới cảm thấy chân thật. Đế vương đại ngụy, Hàm Chính Đế ít khi cười nói, không giận tự uy, đã ra đi rồi. Vì phụ biết, phụ thân, Hàn đã vào cung rồi, con sợ chàng ấy sẽ xảy ra chuyện, xin ngài giúp chàng. Tiêu Ngữ nhớ tới mục đích tới đây lần này, vội nói. Đậu Thị kéo tay nàng vỗ về, đưa một miếng pho mát, sáng sớm vẫn chưa ăn gì, mau nếm thử món đầu bếp mới làm đi. Tiêu Ngữ ngơ ngác nhận lấy, lại nhìn Tiêu Bình,
vẫn không phản ứng. Tại sao hai người không lo lắng? Hừ, nha đầu ngốc. Tiêu Bình ho nhẹ, cài lại nốt áo cuối cùng trên cổ, nói với Tiêu Ngữ, không thấy cha con đang mặc gì à? Tiêu Ngữ sửng sốt, rời mắt xuống, lập tức mở to mắt nhìn. Hôm nay Tiêu Bình không mặc quan phục thường ngày, mà là một bộ áo giáp sắt. Nó đã tới tìm ta. Tiêu Bình mở miệng nói, giọng nói trầm thấp, nói tất cả kế hoạch của nó cho ta, trong đó bao gồm cả quan hệ với Huệ Vương. Nó nói trên đời không có gì là tuyệt đối, nếu xảy ra biến cố như hôm nay. Tiêu Bình ngừng một chút, ánh mắt mang theo chút ý cười, để lão phu cưỡi ngựa ra trận, triệu tập thuộc hạ cũ, cho dù Huệ Vương muốn làm gì, cũng phải cân nhắc tới binh mã ngoài thành của bản tướng quân. Tiêu Ngữ yên lặng nghe, hai hàng nước mắt trào ra, đến khi Tiêu Bình nói xong thì đã khóc không thành tiếng. Đậu Thị thấy vậy thì đau lòng, vội cầm khăn lau nước mắt cho nàng, nhắc. Đừng khóc, đừng khóc, A Hàn phải nắm chắc thì mới làm vậy. Bây giờ Yên Yên cần phải giữ sức khỏe, ngàn vạn lần đừng để động thai. Tiêu Ngữ không kìm được nước mắt, chỉ cảm trái tim như bị đè nén. Ninh Hàn làm tất cả đều là vì nghĩ cho nàng, cũng chỉ vì có thể bảo vệ được nàng và con. Cha, ngài ngàn vạn đừng để hắn xảy ra chuyện. Còn để con nhắc sao? Tiêu Bình khoác thêm áo choàng, vi phụ còn chưa già. Trong đại điện, trước mắt đều là đồ trắng. Ninh Hàn đứng bên cạnh quan tài gỗ đàn hương ở giữa điện. Trong quan tài, hai mắt hàm chính đế mở to, khuôn mặt dữ tợn. Dù Ninh Hàn có vuốt mắt bao nhiêu lần cũng không thể nhắm mắt, vậy là chết không nhắm mắt. Một đám cung, nữ thái giám, phi tử hậu cung đều nơm nớp lo sợ quỳ bên ngoài đại điện, không dám thở mạnh. Một lát, thống lĩnh cấm quân Tân Sâm tiến vào bẩm báo. Đoàn Vương điện hạ, thần đã tìm ra vật này ở cung của Hoàng hậu nương nương. Nói rồi lấy ra một gói bột phấn màu xanh lá. Theo nhận định của thái y, đây là độc ngũ hành tán ở Tây Vực, không mùi không vị, cũng không phát tác ngay lập tức. Khoảng mấy canh giờ sau độc tính sẽ phát tán mạnh nhất. Nếu nổi giận, độc tố sẽ đi theo tính mạch lan khắp toàn thân, người trúng độc. Không có thuốc nào cứu được. Hoàng hậu cũng dùng độc này, đã qua đời rồi. Vì thần đã bắt lão Mama đã hầu hạ hoàng hậu nhiều năm, Tân Sâm nhớ ra điều gì đó, gọi người đưa Triệu Mama tới, điện hạ muốn thẩm vấn không? Ninh Hàn lạnh nhạt liếc nhìn sắc mặt xám xịt của Triệu Mama, sau đó quay mặt đi. Được. Khoảng một nén nhang sau, Huệ Vương Ninh Tuyên vội vàng tới, vừa vào cửa đã quỳ xuống, kêu khóc. Sau đó hai mắt đỏ ngầu, nhìn về phía Ninh Hàn. Thất đệ, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Ninh Hàn hờ hững kể lại ngọn nguồn sự việc cho Ninh Tuyên. Ninh Tuyên sửng sốt một lúc lâu mới hoàn hồn. Một lúc lâu sau, hắn lau nước mắt, đứng lên, nhìn thẳng vào Ninh Hàn. Tại sao thất đệ không thẩm vấn lão Mama trong cung hoàng hậu chứ? Thần đệ hiểu biết nông cạn, không có kiến thức, không gánh nổi trách nhiệm này. Ninh Tuyên nhìn về phía Ninh Hàn, một lúc sau mới thở dài, đệ không yên tâm ta. Ninh Tuyên nhìn chằm chằm lông mi Ninh Hàn hơi rũ xuống, đột nhiên đến gần, thấp giọng hỏi. Trên mặt Ninh Hàn vẫn không có nhiều biểu cảm, chỉ chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Ninh Tuyên nói. Đệ không biết nhiều về tân thống lĩnh, nhưng chỉ biết người mà hắn nguyện ý trung thành, nhất định sẽ là quân chủ của Đại Ngụy. Vừa dứt lời, hơi lui ra sau một bước. Trước khi tổ chức lễ truy điệu phủ hoàng, xin hoàng huynh cho thần đệ về nhà một chuyến, nội tử có thai, lòng thần đệ có điều vướng bận. Ninh Tuyên im lặng một lát, cuối cùng thở dài. Thôi, bổn vương biết dệ vẫn luôn là người như vậy, về đi, ở đây có ta rồi. Đa tạ hoàng huynh, Ninh Hàn hành lễ, sau đó xoay người ra khỏi đại điện. Không lâu sau khi Ninh Hàn rời đi, Tân Sâm tiến vào, đứng phía sau Ninh Tuyên. Điện hạ, cung nhân trong cung hoàng hậu đã nhận tội, đúng là hoàng hậu hạ độc. Nói xong, hồi lâu cũng không đáp lại, Tân Sâm khó hiểu, thử hỏi một câu. Điện hạ, tân thống lĩnh, Ninh Tuyên không quay đầu lại, ánh mắt nhìn xa xăm, Ninh Hàn biết ngươi là người của ta. Nói được một nửa thì ngừng, lúc mở miệng khi giọng nói đã khàn hơn. Không,
Ninh Tuyên lắc đầu, ngươi cho rằng hắn không chuẩn bị gì? Chắc là người quên rồi, nhà mẹ đẻ của Vương Phi hắn chính là phủ tướng quân, chỉ sợ lúc này thân binh của Tiêu tướng quân đã chờ ngoài thành. Tần Sâm nhất thời nghẹn lời, thái dương toát mồ hôi. Ninh Tuyên nhìn bầu trời bên kia bức tường cung điện, cười, điều hắn muốn, hoàng cung không cho được. Ngồi một mình trong phòng, ngọn đèn dầu lay động, phản chiếu bóng nàng lên cửa sổ. Tiểu thư, đêm đã khuya, không thì đi nghỉ trước nhé. Âu Thanh nhẹ giọng hỏi. Tiêu Ngữ lắc đầu, sắc mặt tái nhợt. Chàng còn chưa về. Âu Thanh khẽ thở dài, lúc đang định nói gì đó thì ngoài cửa truyền đến tiếng động. Tiêu Ngữ đột nhiên đứng dậy, đỡ bụng đi ra ngoài, vừa mới đẩy cửa phòng ra, liền thấy Ninh Hàn đứng ngoài cửa, nửa đêm sương dày đặc, sương làm ướt áo choàng màu xanh đen của hắn. Tiêu Ngữ ngây ra một lát, hai mắt đỏ bừng, ôm chặt cổ Ninh Hàn. Chàng đã về rồi. Ninh Hàn ôm lấy Tiêu Ngữ, giọng nói run run, A Ngữ, ta. Chàng có bị thương không? Tiêu Ngữ nghĩ tới điều gì, bỗng đẩy hắn ra, sờ hắn từ trên xuống dưới một lần. Huệ Vương có làm khó chàng không? Ninh Hàn nắm lấy ngón tay đang run lên của nàng, kéo Tiêu Ngữ vào trong phòng ngồi xuống. Sau đó mới nói, đừng sợ, không sao, đã không sao rồi. Cho đến lúc này, nhìn khuôn mặt Ninh Hàn, trái tim Tiêu Ngữ luôn treo ngược cả ngày nay mới trở về vị trí cũ. Vậy là tốt rồi, hôm nay ta cứ lo mãi, phụ thân, mẫu thân cũng, họ. À Ngữ, Ninh Hàn đột nhiên dùng sức nắm lấy tay nàng, đôi mắt đen đen nhánh, ít hầu hắn giật giật, khó khăn nói. Những gì nàng nói với Ninh Ký ở trong ngục hôm nay đều là thật sao? Tiêu Ngữ sửng sốt, một lúc sau, khóe miệng giật giật. Sao vậy, ta? Nàng không nói được nữa, nàng hiểu tính Ninh Hàn, chỉ với mấy lời đầy sơ hở của mình, không thể nào hắn không nghe ra manh mối. Trong nháy mắt, Tiêu Ngữ có ý định nói thẳng với hắn, nhưng nàng không dám, trong lòng nàng vẫn còn sợ, Ninh Hàn có tin không? Nếu như hắn tin, truy hỏi về chuyện kiếp trước thì sao bây giờ? Hắn có thể chấp nhận những gì mình đã làm trong kiếp trước không? Tiêu Ngữ không rõ, nàng sợ, nàng hoang mang, sắc mặt càng tái nhợt. Thấy sắc mặt tiểu cô nương tái nhợt, Ninh Hàn không đành lòng, đưa tay xoa mặt Tiêu Ngữ, run giọng nói. Đừng sợ, ta cũng vậy, ta và nàng đều giống nhau. À Ngữ, ta nhớ rất rõ chuyện kiếp trước. Kiếp trước có một chuyện khiến ta hối hận nhất. Ninh Hàn run giọng nói, ta không nên rời khỏi kinh thành, chạy đi dẹp loạn lúc phụ hoàng bệnh nặng, đến khi ta trở về thì được tin nàng qua đời. À Ngữ, ta rất hối hận. Mắt Ninh Hàn hơi ướt, hắn tiếp tục nói, ta cảm tạ trời cao đã cho ta cơ hội để bù đắp lỗi lầm, cả đời này ta sẽ không buông tay nàng, đừng sợ. Ninh Hàn cúi người gần hơn, hôn lên môi nàng. Lại một giọt nước mắt nữa trào ra, hai mắt Tiêu Ngữ đỏ bừng, kinh ngạc ngước mắt lên, nói. Chàng nói cho ta biết đi, nói cho ta biết chuyện chàng đã trải qua được không? Ninh Hàn nhíu mày, ôm nàng vào lòng, khàn giọng nói. Hắn chậm rãi nói. Kiếp trước, từ nhỏ ta đã đem lòng yêu nàng, nhưng tính cách nhát gan, không dám bày tỏ. Sau đó, Ninh Ký xuất hiện, ta bị hành động của hắn lừa, cho rằng hắn sẽ đem lại hạnh phúc cho nàng. Sau khi nàng thành thân, ta mất đi ý chí. Đúng lúc này Hấp Châu xuất hiện phản loạn, ta liền xin dẫn binh diệt phản loạn. Nhưng sau khi trở về, Ninh Hàn dừng lại, liền biết nàng đã không còn nữa. Sau đó, ta bị Ninh Ký tống vào ngục, cảm thấy tuyệt vọng, liền tự sát. Có lẽ là trời cao rủ lòng thương, lúc ta mở mắt ra, phát hiện mình đã trở thành một linh hồn vất vưởng, bay lượn trong không trung, có thể đi xuyên vách tường mà không bị cản ngại. Vào lúc đó ta biết được nhiều bí mật của Ninh Ký và Ninh Tuyên. Khoảng một tháng sau, tôi tỉnh dậy lần nữa, thấy mình đã mang theo ký ức trở về quá khứ. Ta cực kỳ vui sướng, liền lập tức đi tìm nàng. Lúc thấy nàng vẫn đang khỏe mạnh, ta liền yên tâm, cũng quyết định kiếp này nhất định sẽ bảo vệ nàng thật tốt. Ninh Hàn nâng gò má ướt đẫm của Tiêu Ngữ lên, hôn nhẹ lên những giọt nước mắt đang trào dâng. Vậy nên nàng đừng khóc, đừng thấy áy náy,
nàng vẫn còn sống chính là món quà lớn nhất mà ông trời đã ban cho ta. Tiểu Ngữ nhắm chặt mắt lại, nhưng nước mắt vẫn tuôn ra như lũ, chảy xuôi cả mặt. Nàng run rẩy, tiến lên hôn lên môi Ninh Hàn, sau đó vùi đầu vào cổ hắn, khóc lóc nói. Ta yêu chàng, ta vẫn luôn yêu chàng. Ninh Hàn ôm chặt lấy nàng, hôn nhẹ lên vành tai Tiêu Ngữ. Ta biết, nhưng Tiêu Ngữ không biết, Ninh Hàn cũng không nói ra toàn bộ chân tướng. Kiếp trước, hắn dẫn binh trở về thành, ở ngoài cổng thành, gặp một lão thái giám giả trang thành người hành khất. Lão thái giám run rẩy lấy một cuộn thánh chỉ trong quần áo ra, nói với Ninh Hàn, đây là chính hoàng thượng viết, truyền ngôi vị hoàng đế cho Đoan Vương. Bây giờ Ninh Ký đã soán vị, Ninh Hàn lập tức cầm cuộn thánh chỉ, thanh quân chắc sẵn. Lão thái giám còn nói, hoàng thượng coi trọng mẫu phi hắn, đã sớm có ý truyền ngôi cho hắn, nhưng biết Ninh Hàn không có sự hậu thuẫn của nhà mẹ đẻ, mấy năm gần đây liền cố tình lạnh nhạt, cố ý để hai người Ninh Ký, Ninh Tuyên tranh chấp, mục đích là để hắn không bị coi là cái đinh trong mắt. Ninh Hàn không vội tiếp chỉ hỏi một câu. Phủ tướng quân thế nào rồi? Lão thái giám, ai u, một tiếng, hận rèn sắt không thành thép nói. Điện hạ, đã không thể trông cậy vào Tiêu gia nữa rồi. Nam Đinh bị chém đầu, nữ quyến bị lưu đày đến biên cương, ngay cả hiển vương phi của phủ tướng quân cũng bị ban chết ta. Đàng! Một tiếng sấm vang lên bên tai Ninh Hàn, sau đó hắn không nghe được lão thái giám nói gì. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ, Tiêu Ngữ là ánh sáng của hắn. Bây giờ, ánh sáng của hắn đã biến mất, vĩnh viễn sẽ không còn nữa. Giết Ninh Ký! Hai mắt hắn đỏ ngầu, không màng tới lời khuyên can của lão thái giám. Đơn thương độc mã xông vào kinh thành, tiến thẳng vào hoàng cung. Cả người hắn tắm máu, đạp lên một đống thi thể, cuối cùng là đứng trên bậc đá trước đại điện. Lúc đó hắn lảo đảo sắp ngã, Ninh Kỳ đứng trên cao, cười hắn ngu xuẩn, khoảnh khắc mũi tên xuyên qua tim, Ninh Hàn lại cảm thấy được giải thoát, cuối cùng hắn cũng có thể đi gặp nàng. Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng khóc nghẹn ngào lại càng rõ ràng hơn, Ninh Hàn siết chặt vòng tay, khẽ hôn tóc người hắn yêu. Tang lễ của Hàm Chính Đế rất long trọng, Huệ Vương Ninh Tuyên cầm thánh chỉ đăng cơ, tự tay đỡ Linh Cựu khóc như sắp ngất. Người đời không khỏi khen là có hiếu. Hôm chôn cất Hàm Chính Đế, Hiển Vương Ninh Ký được phát hiện là đã tự sát trong ngục, lúc quản ngục phát hiện thì đã muộn. Trong phủ Đoan Vương, kể từ ngày hôm đó, Tiêu Ngữ càng ỷ lại Ninh Hàn hơn, ngày nào cũng ưỡn bụng tự mình hầu hạ hắn mặc quần áo thượng triều, tiện hắn ra ngoài. Ninh Hàn biết trong lòng nàng đang lo sợ, nên không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng hôn lên má nàng. Cuộc sống trôi qua như nước suối chảy róc rách, cho đến ngày hôm đó, sau khi Ninh Hàn trở về, vẻ mặt không còn ôn hòa như thường ngày mà lại nghiêm túc hiếm thấy, nói với Tiêu Ngữ, Đạt Nhĩ Cản tuyên chiến với Đại Ngụy. Tiêu Ngữ chỉ giật mình ngẩng đầu, một lúc sau mới hỏi. Vậy, Tiêu Ngữ cúi đầu, hơi bối rối cầm khăn, vậy chàng cẩn thận chút. Ninh Hàn nâng mặt nàng lên, nói, trước khi con của chúng ta chào đời, ta nhất định sẽ trở về, ta sẽ nhìn con được sinh ra, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi du sơn ngoạn thủy, cùng nhau ngắm thắng cảnh. Ừ, ta chờ chàng. Tiêu Ngữ nhắm mắt lại, cố nén nước mắt sắp rơi. Nạp Trinh Nguyên thứ nhất, mùng 8 tháng 2, Đoan Vương Ninh Ký dẫn binh xuất chinh tới phía Bắc. Ta trở đi, Tiêu Ngữ liền ngày ngày đóng cửa không ra ngoài, chỉ tới hoàng hôn mới ra ngoài vào. Ngồi xe ngựa tới cổng thành, cứ chờ như vậy, đến khi trăng lên đầu cành liễu. Ngày qua ngày, bụng Tiêu Ngữ càng lúc càng lớn, nhưng người lại dần gầy đi, ngay cả Chu Tương Ái tới thăm hắn cũng khuyên nhủ. Cần gì phải lo lắng như vậy, nghe huynh trưởng nói, tình huống ở tiền tuyến rất tốt, không tới mấy ngày, hắn sẽ trở lại. Tiêu Ngữ ngẩng đầu, lần đầu tiên mỉm cười sau một tháng. Từ đó về sau, nàng ăn được hơn. Nhưng hoàng hôn vẫn tới cổng thành chờ, ngày qua ngày, một tháng trôi qua rất nhanh. Đã sắp 8 tháng rồi, bụng Tiêu Ngữ càng lớn, ngày nào tinh thần cũng không tốt, càng thích ngủ hơn. Sau một giấc ngủ trưa hôm đó, Tiêu Ngữ ngủ rất sâu, ngủ đến hoàng hôn vẫn chưa tỉnh, có tiểu nha đầu lặng lẽ hỏi ấu thanh. Tới giờ rồi này,
có cần gọi Vương Phi dậy không? Âu Thanh thở dài. Gọi làm gì, để Vương Phi nghỉ ngơi đi. Sau khi hai người rời đi, không lâu sau, Tiêu Ngữ từ từ tỉnh lại, vừa mở mắt, đã thấy bên ngoài đen như mực, nhất thời luống cuống, lập tức bò dậy, không kịp gọi Âu Thanh, chỉ phân phó phu xe, ngồi xe ngựa đi thẳng đến cổng thành. Không biết tại sao, trong lòng nàng bỗng rất bồn chồn, tim đập thình thịch. Đến lúc phải về, hắn đến lúc phải về rồi. Nghĩ như vậy, Tiêu Ngữ liền bảo phu xe tăng tốc. Tới cổng thành, nàng vội vàng xuống xe, tập tễnh đi về phía cổng, nhưng cổng thành không một bóng người, chỉ có binh lính thủ thành đang định đóng cổng. Tiêu Ngữ ngơ ngác nhìn cổng thành đang dần đóng lại, vẫn bất động. Phu xe nhìn vậy thì không đành lòng, tiến lên nói. Đêm khuya sương xuống, Vương Phi, về thôi. Phu xe đáp, đang định đỡ Tiêu Ngữ lên xe thì nghe thấy tiếng vó ngựa truyền đến từ xa. Tiêu Ngữ ngẩn ra, chợt quay đầu lại, liền thấy một người cưỡi đại mã dẫn đầu, chạy về phía này. Vó ngựa đến gần, người đó thở dài, ghìm ngựa dừng lại. Tiêu Ngữ như bị đóng đinh tại chỗ, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn phía hắn, người đó mày kiếm mắt sáng, da hơi đen đi, còn chưa thay bộ giáp sắt màu bạc, có lẽ là gió Nhạn Châu quá mạnh. Thậm chí nàng còn thấy cát bụi trên áo choàng của hắn. Nước mắt làm nhòe mắt, nàng không biết nên có biểu cảm thế nào, chỉ nhớ mang máng mình là nên cười, khóe miệng nhếch lên. Ninh Hàn xoay người xuống ngựa, đi vài bước tới, ôm lấy nàng, thở dài một hơi. Vừa về đã nghe Ứ Thanh nói nàng tới chờ ta, sao lại không nghe lời như vậy, hừ. Tiêu Ngữ không nói gì, yên lặng khóc, sau đó hồi ôm lấy hắn. Xung quanh yên tĩnh, ánh trăng như nước, nhẹ nhàng chiếu lên hai người. Rất lâu sau, Ninh Hàn dắt tay Tiêu Ngữ, nói, đừng khóc. Hè, tháng 6. Giữa hè mặt trời chói chang, ánh nắng như thiêu đốt, trên cây hải đường xanh ươm tươi tốt, tiếng ve kêu râm ran. Một làn gió mát hiếm hoi thổi qua, cuốn những chiếc lá xanh biếc trên cây, bay đến lương đỉnh dưới tảng cây. Ô... Oa, a, một đứa bé trắng trẻo, mập mạp ngồi trên chiếc tháp mềm mại trong lương đình, ngẩng đầu, nhìn kia phiến lá bay đến trước mặt mình, hưng phấn kêu ê ê a a, duỗi tay muốn bắt lấy. Ai u tiểu thế tử? Thấy cậu bé vươn tay vươn chân đến sắp ngã, Ấu Thanh bế bé lên, nhẹ nhàng đặt ở giữa, ôm ngực thở dài, ngài dọa nô tỳ rồi. Vương Phi, nô tỳ thấy tính cách của ngài và vương gia đều rất chững chạc, tại sao tiểu thế tử lại hiếu động như vậy? Nàng lau mồ hôi, nhìn về phía nữ tử. Khuôn mặt nàng dịu dàng, trong ngực còn đang ôm một cô bé mập mạp, trông rất giống cậu bé trên tháp, mặc cái yếm nhỏ màu màu hồng cánh sen, đang gặm chân mình. Tính của Bình Nhi là vậy đó, Tiêu Ngữ ngẩng đầu, nhìn đứa bé đang bò trên giường, hơi mỉm cười, có lẽ giống ông ngoại nó nhỉ. Ninh Nhi, không được gặm yếm. Hóa ra được bé trong ngực được gọi là Ninh Nhi đã gặm ngón chân xong rồi. Chuyển sang gặm yếm, Tiêu Ngữ vội kéo dây ra một cách nhẹ nhàng, đặt bé lên tháp. Đứa nhỏ rồi. Tiêu Ngữ thở dài, nói với tiểu nha đầu bên cạnh, lấy khăn vải tới đây. Tiểu nha đầu đáp, lấy một cái khăn mềm tới. Tiêu Ngữ nhận lấy, lau cho Ninh Nhi mặt đầy nước miếng, lắc đầu. Đứa nhỏ này thật ham ăn. Tiểu nha đầu không biết mình bị ghét bỏ, vẫn cười, ê a vung vẩy tay chân. Còn không phải sao? Âu Thanh nghe vậy cũng cười, nhìn hai anh em một động một tĩnh trên tháp, nhớ lại rồi nói, nhớ tới tiệc thôi nôi tiểu thế tử và tiểu quận chúa. Lúc chọn đồ vật đoán tương lai có nhiều đồ như vậy, tiểu thế tử còn may, bắt lấy cung tên của tiêu tướng quân, không ngờ tiểu quận chúa chọn tới chọn lui. Lại chọn một cái thìa ngọc. Tiêu Ngữ nghe vậy cũng cười cười. Lúc đó nương vẫn luôn mong Ninh Nhi có thể bắt thi thư cầm họa, không được nữa thì kim chỉ. Không ngờ nàng vươn ra ngón tay ra chỉ mũi Ninh Nhi. Ô hoa, nha. Mặt Ninh Nhi đầy vô tội chớp mắt. Bình Nhi đang bò bên cạnh như hiểu ý, liền bò tới, nhăn mày, ê a trước mặt muội muội, dáng vẻ không để muội muội bị thương. Tiểu thế tử, Ấu Thanh vừa thấy thì vui vẻ, đang bảo vệ tiểu quận chúa đúng không? Nhưng đây là mẫu phi người,
chẳng lẽ Nga cả mẫu thân tiểu thế tử cũng không tin sao? Âu Thanh vội vàng đứng dậy, cùng đám tiểu nha đầu hành lễ. Ninh Hàn vừa mới hạ triều đã tới đây, còn chưa thay quan phục, hỏi: đang nói gì vậy? Qua mấy năm, Âu Thanh đã không còn sợ Ninh Hàn như trước, cười nói: bẩm vương gia, vương phi đùa tiểu quận chúa, nhưng tiểu thế tử chắn trước mặt tiểu quận chúa, không để vương phi chạm vào. Ninh Hàn nghe xong, hướng mắt về phía Tiêu Ngữ, ánh mắt mang theo ý cười. Còn giả được à? Tiêu Ngữ giả vờ thở dài, nhi tử của chàng không có lương tâm, bắt nạt ta. Ý cười trong mắt Ninh Hàn càng sâu, xoay người nhìn về phía hai đứa bé trắng nõn, mập mạp trên tháp. Hai anh em nhận ra cha mình, tranh nhau bỏ tới, vươn tay ra đòi bế. Trước giờ Ninh Hàn vẫn luôn mỗi tay một đứa, nhưng hôm nay lại chỉ bế Ninh Nhi, mặc Ninh Nhi ở trên tháp kêu ê ê a a. Tiểu nha đầu thích nhất là được cha bế, vì chỉ có lúc cha bế thì mới có thể nhìn thấy phong cảnh trên cao, bởi vậy khuôn mặt nhỏ lúc này như nở hoa, cười đến híp mắt. Bình Nhi nhìn mà sốt ruột, thấy mình duỗi tay đã lâu mà cha không nhìn mình, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, lập tức rơi nước mắt. Bình Nhi không khóc, mẫu thân bế. Tiêu Ngữ thấy thế, vội vàng bế Bình Nhi lên, oán trách, sao hôm nay lại bất công vậy? Bình Nhi khóc rồi này. Bình Nhi là nam nhân, còn là huynh trưởng, không nên cưng chiều. Ninh Hàn sờ đầu Bình Nhi, lại thấp giọng bổ sung một câu, hơn nữa, nó còn bắt nạt người mà ta yêu. Nói bậy gì đó? Tiêu Ngữ đỏ mặt, không khỏi quay đầu lại, tránh ánh mắt sâu nặng của Ninh Hàn. Cả nhà ở trong hoa viên một lát, tới gần trưa, trời cũng nóng lên, Tiêu Ngữ liền để Âu Thanh thu dọn đồ đạc, còn mình và Ninh Hàn bế hai đứa nhỏ về phòng. Sau khi để bà vú cho bọn nhỏ ăn chút cơm nhão, rồi đợi hai đứa nhỏ ngủ, lúc này Tiêu Ngữ mới nhìn về phía Ninh Hàn, dịu dàng nói: sao hôm nay hạ triều muộn vậy? Ninh Hàn không nói gì, kéo Tiêu Ngữ ngồi xuống, nắm lấy tay nàng, mới chậm rãi mở miệng. Hôm nay hạ triều, ta tới gặp hoàng thượng. Ninh Hàn lắc đầu, cười khẽ, ta nói với hắn, ta muốn từ chức, làm một nhàn vương. Tiêu Ngữ vẫn sững sờ, rất lâu sau, mới hơi ngốc nghếch hỏi: tại sao, muốn làm vậy? Trên mặt Ninh Hàn là biểu cảm chưa từng có, trong nháy mắt, Tiêu Ngữ lại thấy ánh sáng lóe lên trong mắt, tràn ngập mong đợi với tương lai. Hắn nói: à Ngữ, bởi vì ta đã đồng ý với nàng, phải đưa nàng đi xem danh sơn đại xuyên, ta muốn nàng sống một cuộc đời khác. Chờ Bình Nhi, Ninh Nhi lớn hơn một chút, chúng ta sẽ xuất phát, nàng muốn đi đâu thì chúng ta đi đó, nếu mệt thì về nhà, được không? Không biết từ khi nào, mắt Tiêu Ngữ đã ẩn ập nước, nhưng trong lòng nàng là sự vui sướng chưa từng có, nàng gật đầu, hôn lên môi Ninh Hàn. Phụ vương, Mẫu Phi, nhanh lên đi. Một cậu bé có diện mạo hơi có chút anh khí vội vàng đi qua cửa thủy hoa, chạy tới nhà chính, ở ngoài cửa kêu to. Gà ca lớn tiếng quá, một tiểu cô nương yên tĩnh ngồi trên bệ đá bên ngưỡng cửa, vừa ăn bánh táo vừa nói, phụ vương, Mẫu Phi sẽ không để ý đến huynh. Tại sao? Cậu bé có nhũ danh Bình Nhi, đại danh Ninh Húc mặt đầy hoang mang. Còn cô bé có nhũ danh Ninh Nhi, đại danh Ninh Xu nhướng mày, đắc ý nói: bởi vì phụ vương đang hôn Mẫu Phi, ca ca ngu ngốc, chuyện này mà cũng không biết. Muội, Ninh Húc nhất thời nghẹn lời, một lúc lâu sau mới chỉ vào mảnh vụn dính trên mặt Ninh Xu nói, muội cả ngày chỉ biết ăn, ăn thành tiểu mập mạp rồi. Ninh Xu vừa nghe vậy, nhất thời sắc mặt liền thay đổi. Huynh mới béo, Ninh Nhi không mập chút nào. Thế tại sao tháng trước Lưu Mama mới may cho muội bộ đồ mới, mà tháng này đã không mặc được rồi? Đó là vì. Mặt Ninh Xu đỏ bừng, Mẫu Phi nói Ninh Nhi nhanh lên, không mặc được cũng là bình thường. Không phải đâu, hôm qua huynh mới so vóc dáng với muội, chiều cao của muội vẫn thế, muội mập lên. Tiểu nha đầu sợ nhất là người khác nói bé béo, lúc này hai mắt lập tức đỏ hoe, chôn mũi. Lúc Ninh Húc còn đang làm mặt quỷ, lêu lêu lêu, chuẩn bị nói gì đó thì một giọng nói quen thuộc truyền đến. Ninh Húc,
Ninh Húc lập tức thu lại biểu cảm, thành thật đứng tại chỗ, nhìn về phía thân hình cao lớn từ trong phòng đi ra, ấp a ấp úng nói. Ninh Hàn sờ đầu của hắn, lại nhìn về phía Ninh Xu, còn giận không? Ninh Xu chớp mắt, suy nghĩ một lát mới mềm mại nói. Không giận à? Lúc nào hai người các con mới có thể ngừng một lát chứ? Tiêu Ngữ đi từ trong phòng ra, chỉ vào cái mũi của hai củ cải nhỏ, còn làm loạn nữa thì sẽ không đưa các con theo. Không được. Lần này hai đứa nhỏ chăm miệng một lời. Chúng con nhất định sẽ ngoan. Thấy thế, rốt cuộc Tiêu Ngữ không nhịn được, bật cười thành tiếng. Ninh Húc, Ninh Xu thấy mẫu thân không giận, một đứa cầm một tay, thân mật hỏi. Mẫu Phi, chúng ta đi đâu chơi vậy ạ? Tiêu Ngữ cầm tay hai đứa nhỏ đi về phía trước, Ninh Hàn đi theo sau. Nàng nghe vậy thì quay đầu nhìn Ninh Hàn, rồi nhìn hai đứa nhỏ, cười nói. Muốn ạ? Nếu không phải bị Tiêu Ngữ cầm tay, Ninh Húc đã sớm một nhảy cao ba thước, vui vẻ nói. Khuôn mặt nhỏ của Ninh Xu cũng đỏ bừng vì kích động, nghĩ nói. Con muốn đi nhặt vỏ sò thật đẹp. Cả nhà ra khỏi cửa, bên ngoài cửa, đám người Mộ Vũ, Sầm Phong và Ấu Thanh đã đợi ở xe ngựa từ lâu. Thấy họ đi ra, Ấu Thanh liền cười nói. Vương gia, Vương Phi, đã chuẩn bị xong cả rồi, bây giờ có thể xuất phát. Ninh Hàn gật đầu, bế hai đứa nhỏ lên xe ngựa đã được mở rộng, rồi giơ tay đỡ Tiêu Ngữ lên. Lão quản gia Trần Phúc mỉm cười đứng ở cửa, nhìn xe ngựa chậm rãi chạy tới ngoại thành. Đón ánh nắng sớm tươi đẹp, trong xe ngựa thường truyền ra tiếng trẻ con ồn ào.